Alamaz, Omas, Donna, Alamaz, Donna, Alamaz, Oklahoma, Rogan, Alamaz, Omas, Zokonta, Omas, Zokonta, Alamaz, Omas, Alamaz, Zokonta, Omas, Alamaz, Yuri, Glory, Zokonta, Alamaz, Zokonta, 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 Yuri, Alamaz, Zokonta, Omas. Alamaz. Rogan. Alamaz. Yuri. Alamaz. Rogan. Alamaz. Donna. Alamaz. Rogan. Alamaz. Trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 3, Pamidan Hồng Anh và No 1 là người cầm Egypt. Vâng, vãi quả đầu bầy hươu đầu tiên, cũng 6 con cũng to thì phải. Nhưng về cơ bản, à đây rồi, hai hươu dồn là 1. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại màn hình Hồng Anh thôi. Quả phụ đã thấy hai đàn hươu, nhưng về cơ bản thì hai đàn hươu là nó cũng rất lưu tiểu. Quả phụ dường như cũng chỉ có 5 cây. Một đàn hươu là gần với lại BBS ăn vàng ở phía dưới. Không biết là có thu được vào trong này làm cái hốc hay không. Nếu mà hốc thì là tốt, Pamidan còn gì tuyệt vời hơn khi mà có hốc. Đấy, khả năng vẫn được. Chỗ này vừa ăn vàng, vừa có vàng thụt phía trong, vừa đất phẳng vẽ ruộng, chả có gì tuyệt vời hơn. 17/20, thế còn xem No 1 xem có ánh được không. Đây là màn hình máy của tuyển thủ No 1. 21. Một cánh rừng trải dài. Ôi dù, trên này con đèo phía trên này làm cái hốc tiếp hay không. Mỗi người cái hốc cho nó lành thân. Bé tiếp theo dành cho No 1. Đấy, quả phụ phía dưới. Đây là màn hình máy của tuyển thủ Hồng Anh tiếp. Đấy rồi, bãi quả phụ đây rồi. 18 rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với màn hình máy của thủ Hồng Anh thôi. 18/20, BB sát mép bản đồ. Sau đó thì BM, BL mặt này đẩy quân ra thế thôi. Hồng Anh rất rất chăm chỉ. Đá những con hiêu ở phía rất xa về so với chiếc BS này. Rồi. Thực đang dồn lên khá nhanh, gỗ thì chắc chắn là đủ rồi. BB được thiết kế để chắc chắn là gỗ đủ rồi. Ôi rồi. Gandhi là ăn cái gì với ép đời khiếp thế à giời. Khét lắm. Người khét lắm, chắc không tắm. Đây BL. Ở đây BM, đúng rồi.
Giời ơi. Chả biết có xịt hay không. Ép giận người được. Chuyển sang màn hình máy của Normal xem nó bị trọng trạch gì chưa. Ê, Normal vẫn là 26. Ui, hở lắm. Đấy, gặp luôn nhà của Gunny ở đã có giò. Xong con tê đấy, xong con tê đấy. Có giò chọc rồi đấy. Ui, sao bò rộng này nhỉ. Tiếp tục đến với Hồng Anh. Cũng có giò. Và chúng ta cùng chờ xem. Úi giời ơi, chốt hai ghe kìa. Đấy rồi, gặp chim sẻ luôn. Chéo luôn với tài. Sao biết rồi, bên này mà lại chéo nhỉ. Tê là tê hít tì thì phải, đúng tê hít tì thật à. Thế như vậy là cẳng đấy. Một con giò cộng giáp. Chết, mày chết, chết. Không, vẫn chưa chết. Làm sao mà có đơn vị quân mà thủ được đây. Hóc thì cơ cấu là thành hóc đẹp rồi đấy. Làm sao để có thể mà có nhiều gỗ để bò bế hết được. Đơn đầu tiên cứ xóc đi cái đã. Đấy, đúng rồi, có lạc đà rồi. Đẩy luôn ở chỗ này mà chưa bò bế đang còn hở thì ngon quá. Rồi, toàn bộ lạc đà nở ra phía ngoài hết mà. Đóng kiểu này nó thế. Úi, úi, úi. Úi, sao thế thì ăn cái gì mà tay nó nhanh thế nhỉ. Chém xuyên nông dân đấy. Nổ đấy, nổ đấy, nổ đấy, nổ đấy. Chém xuyên nông dân đấy. Ôi giời ơi, chém xuyên nông dân chắc nổ rồi đấy. Đùa đâu. Không, quả sau là vẫn sửa, quả sau vẫn sửa. Quả trước mà chém nông dân đấy là có khi vẫn nổ đấy. Và thôi. Trên màn hình máy của cái thủ Hồng Anh thì xem thì Normal xem thế nào. 28. Normal đang báo về tầm khoảng chục con lạc đà. Thế Gunny đi châu bò thế cơ à. Đấy, Normal bắt đầu ra cung R rồi. Nhưng tích lại cái đá, lạc đà bên ngoài đông tích lại cái đá. Đấy, lạc đà mình cơ động hơn nhiều. Nào, nào xem nào. Rèn dứ đi, rèn dứ đi. Đúng rồi, tốt rồi, tốt rồi. Hồng Anh đang xử lý tốt lắm. Hồng Anh đang xử lý hay lắm. Lại ra. Lại ra, lạc đà bên cơ động mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, nó 1 cắn hết dân Gunny đi. Đây, màn hình máy cái thủ nó 1 này. Cắn, đúng rồi. Rồi, tốt rồi. Thế bây giờ trở lại với Hồng Anh tiếp. Chạy cối mà sửa thôi. Không có gì đâu, Gunny tầm này không còn gì đâu. Đã, cứu này, tầm này chuẩn bị phải cứu này. Rồi, đảo đi, đảo đi, đảo đi, đảo đi, đảo đi, đúng rồi. Rèn dữ đấy. Rồi, xúc, xúc, xúc. Quay lại vã chết con lạc đà đi, bịt em ạ. Ui, ui, khổ. Hôm nay vẫn là 17. Đây là màn hình máy của game thủ No 1. Tham lai 41. Phế như nhau Hồng Anh. Hồng Anh và game thủ Gunny chắc cũng ngang nhau. Chết rồi. Quảng quá rồi. Ừ.
Đây màn hình máy của tuyển thủ Hồng Anh đây. Đấy, như vậy được rút ngắn xuống còn 2-1 và bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo.